Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh review của Tùng Dâu. Trong cái năm 2021 này thì bên Nghề Mộc có nhập cái dòng máy Milwaukee về để bán phục vụ cho khách hàng. Thì về phía công ty và nhà cung cấp đã cho Tùng Dâu mượn một số cái máy chạy pin của Milwaukee về để trải nghiệm và cũng như là review giới thiệu đến khách hàng cái dòng máy chạy pin của Milwaukee. Thì trước mắt Tùng Dâu đây, bốn cái máy này nó thuộc vào cái dòng là chạy pin 18V. M18 thì Tùng Dâu sẽ lần lượt review để giới thiệu cũng như trải nghiệm cùng anh em. Nói về cái dòng máy chạy pin Milwaukee này thì nó là một cái thương hiệu của Mỹ khá nổi tiếng. Thì đầu năm 2019 thì bắt đầu nó mới được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Về cái dòng máy này thì có thể nhiều người biết nhưng mà để được tiếp cận cũng như là trải nghiệm sử dụng thì chắc là số ít. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá thành của nó khá là cao. Giá thành rất là cao, nó cao hơn các cái dòng máy rất là nhiều nên là rất ít người được tiếp cận với nó. Để tiếp cận được nó thì thứ nhất là về cái điều kiện kinh tế nó cũng phải khá, thứ hai nữa là anh em phải thực sự là máu mê, đam mê thì mới tiếp cận được với nó. Thì sau một thời gian du nhập về Việt Nam thì cái dòng máy này thì được ca ngợi rất là nhiều. Cái thứ nhất là do nó đắt, cũng là nổi tiếng đắt. Thứ hai nó là đẹp. Thứ ba là nó khỏe. Còn yếu tố thứ tư là bền ý, thì bền hay không thì cái đó thì theo Tùng Dâu nghĩ nó còn phụ thuộc vào cái người sử dụng nữa. Thì cái đó mình không nói trước được. Tùng Dâu sẽ lần lượt review để giới thiệu đến anh em một số các cái máy pin đang có ở trước mặt của Tùng Dâu đây. Thì cụ thể trong cái video hôm nay Tùng Dâu sẽ review đến anh em một cái khoan động lực chạy pin 18V của hãng Milwaukee. Trước khi đi vào review chi tiết thì Tùng Dâu cũng phải nói trước để quý khán giả biết là đây là những cái máy mà cái máy này nó đã được sử dụng được khoảng 1 năm đến hơn 1 năm rồi. Tức là chuyên để cho anh em kỹ thuật đi giới thiệu quảng cáo và chào khách hàng. Trước tiên thì chúng ta sẽ xét về cái hình thức bên ngoài của cái body máy này. Thì về phần vỏ bên ngoài thì được làm bằng nhựa màu đỏ và màu đen. Đó, thì đây là cái chất nhựa ABS chống cái chịu va đập rất là tốt. Chẳng hạn như nó có bị rơi thì nó cũng không vỡ như các cái nhựa khác. Ở phía phần đầu đây thì là nó được làm bằng kim loại. Bắt đầu từ phía nhông mà ra đến đầu kẹp mũi quan thì nó được làm bằng kim loại. Đó. Hai màu đỏ đen. Rất là pro. Logo Milwaukee. Về chi tiết nhựa thì làm cực kỳ là sắc nét, rất là liền lạc. Phần tay nắm thì nó làm bằng cái nhựa mềm, nó bọc một cái lớp nhựa mềm, cầm nắm rất là chắc tay. Cái nút cò cũng rất là bự. Chiều cao tổng thể của máy bao gồm cả pin rồi thì nó là 26 cm. Về cái chiều dài thì là 19 cm, và cái chiều ngang của máy tính ở phần pin thì nó là 8 cm. Còn ở đây là phần motor thì nó là xấp xỉ 6 cm. Chúng ta sẽ so sánh một chút nhé về cái body của cái máy này này, đó so với cái con đều áp 12V. Thì nó về cái chiều dài thì nó nhỉnh hơn thôi, chứ còn về cái chiều cao cũng như là cái bề ngang của motor thì nó cũng xem nhau. Đó. Chi tiết cấu tạo của máy này thì ở đây sẽ là một cái nút cò của nó thì khá là bự, rất là to. Ở đây sẽ có nút đảo chiều, ở phía dưới đây thì sẽ có một cái đèn led. Ở đây là cái gắn để đeo thắt lưng khi mà trèo cao. Ở đây là cái để kẹp cái mũi vít dự phòng hoặc là mũi khoan dự phòng ở đây. Cái động cơ của cái máy này thì là nó sử dụng động cơ không thổi than. Cái motor cực ngắn luôn, rất là ngắn và nhỏ gọn. Phần trên này sẽ là phần nhông. Đầu kẹp mũi này thì nó kẹp được cái mũi tối đa là 13 mm. Đầu kẹp này thì cả bên trong và vỏ bọc bên ngoài đều được làm bằng kim loại hết. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ dùng được khoan thường này. Và đây là khoan có búa này.
và kết hợp là 14 cấp số dành cho bắt vít. Máy sẽ có hai cấp tốc độ. Nút chỉnh cấp tốc độ ở trên chốc của máy đây, số 1 và số 2. Một cái điều đặc biệt ở cái máy này là cái bộ phận nhông này nó có liên kết điện với pin để nó sẽ ngắt khi mà cái lực của nó đủ thì nó sẽ ngắt motor. Cái chi tiết cụ thể thông số kỹ thuật của máy này thì máy có ký hiệu là M18 FPD2-0X. Máy sử dụng động cơ không chổi than, pin 18V, tốc độ không tải ở cấp độ 1 từ 0 đến 550 vòng trên phút, và tốc độ không tải ở cấp độ 2 là từ 0 cho đến 2200 vòng trên phút. Đầu kẹp là đầu kẹp tối đa là mũi 13mm, khả năng khoan bê tông là 16mm, khả năng khoan sắt là 13mm và khả năng khoan gỗ là 89mm. Tốc độ đập của búa tính theo số vòng trên phút từ 0 cho đến 32.000 lần trên phút. Lực xoắn tối đa là 135 newton trên mét. Trọng lượng của cái body máy không pin này là 1,5 kg. Nếu như mà anh em mua máy mới full ấy, thì nó sẽ có kèm theo một cái tay cầm trợ lực gắn ở đây nữa. Đấy, để cho anh em thao tác khi mà cần khoan cái mũi khoan lớn mà cần cái lực khỏe. Có nhiều anh em sau khi đã sử dụng cái máy khoan này thì cũng có kêu là cái máy này dùng nhiều là nó bị nóng, motor bị nóng. Thì Tùng Châu nhìn thấy ở đây thì chỉ có hai khe tản nhiệt thôi, ở ngay cái chỗ cái quạt gió phía sau của máy khoan đây thôi, bên trái và bên phải. Bình thường như là các hãng khác thì nó có thêm các cái lỗ tản nhiệt ở bên phía trước hoặc là phía cạnh này nữa, ở phía trước motor và phía cạnh này. Đấy, thì nó hút gió ở phía cuối và nó thổi ra phía trước, nhưng ở đây thì nó chỉ có hai khe này thôi. Thì cũng có thể đó là một cái trong những cái yếu tố mà làm cho cái motor nó nóng chăng. Và cái thứ hai nữa là đương nhiên là cái máy khoan mà nó khỏe thì nó sẽ phải sinh nhiệt nhiều thôi. Về cái pin mà máy nó sử dụng là pin 18V 5A. Cục pin khá là bự. Ở đây thì nó sẽ có cái nút đèn báo pin. Đây là một cái thương hiệu máy chạy pin của Mỹ. Nó được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Bảo hành 1 năm. Bây giờ chúng ta sẽ test thử máy nhá. Tranh thủ quảng cáo đôi găng tay. Đôi găng tay này cũng dùng được smartphone luôn, vuốt viết được luôn. Không. Đầu này nó đầu ngón tay vuốt được luôn nhá. Mình sẽ vặn về cái lớp khoan thường này. Lớp khoan thường. Và để ở cấp số 1. Rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ chuyển qua số 2. Quá nhanh luôn, rất là khỏe. Đấy, xuyên gỗ dày gần 6cm. Rất là nhanh. Tiếp theo thì Tùng Dâu sẽ test khả năng khoét gỗ. Thì ở đây chúng tôi có cái mũi này là mũi đường kính là 50mm này. Vì mình cũng chỉ có mũi này là to nhất thôi. Mình sẽ test thử mũi này nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ test để khoan thử sắt. Chuyển sang mũi to hơn.
Sau đây sẽ là phần test khoan với bê tông. Ở đây thì cụ thể là tôi khoan ở dưới đường bê tông nhé. Vừa rồi thì Tùng Dâu có dùng cái khoan này để mà khoan bê tông. Cụ thể là Tùng Dâu đã khoan ở cái đường bê tông thôi. Thì sau 2 mũi khoan, 3 mũi, sau 3 mũi khoan thì cảm nhận là thân máy nó bắt đầu ấm ấm lên rồi. Ở phần kim loại này thì nó nóng hơn ở cái phần nhựa này. Đấy, ở cái phần bổ nhôm thì đã thêm ấm rồi. Đấy. Thì đây chắc cũng là cái lý do mà nhiều anh em kêu là cái máy này là nó nhanh nóng ấy. Còn anh em đã mua máy này rồi, sử dụng rồi và trải nghiệm như thế nào thì hãy để lại comment ở bên dưới để cho người mộc được biết. Nếu mà anh em muốn mua máy hoặc là tham khảo thêm chi tiết hơn về cái dòng máy này thì anh em sẽ liên hệ với cửa hàng 160 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện thoại thì mình sẽ để cho chạy ở bên dưới phần video. Quý vị vừa mới theo dõi Tùng Dâu review và giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm của hãng Milwaukee, có dòng máy M18 chạy pin 18V. Tùng Dâu xin dừng cái video review ở đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở các cái video sau. Bye bye.